Xin chào, các bạn đang đến với câu chuyện Thát Xá do Đam Mỹ Tưởng Truyện thực hiện, chương 55. Cô Phi nhìn Tưởng Thừa, trong phút chốc này, bản thân cảm thấy đừng nói là câu trả lời, ngay cả cho ra một vẻ mặt ngoài giật mình và ngỡ ngàng cũng trở nên rất khó khăn. Đây là lần thứ mấy rồi, Tưởng Thừa bất thình lình như thế, không cho cậu giữ lại một chút khoảng trống mà suy nghĩ. Cậu gọi Tưởng Thừa qua đây, chẳng qua là muốn khiến cậu ấy đừng lo lắng. Sau khi Lưu Phàm, Lý Phim bọn họ đã cột xong cho cậu thanh nẹp giả rời đi, cậu lập tức gửi cho Tưởng Thừa một tin nhắn. Cậu không rõ tình hình của Tưởng Thừa, nhưng biết Tưởng Thừa thấy cậu ngã ở trên sân thượng nhất định sẽ sốt ruột. Cậu chỉ định kêu Tưởng Thừa qua đây, nhìn thấy cậu đích xác không có chuyện gì, có thể yên tâm. Nhưng mà làm sao cũng không nghĩ là Tưởng Thừa sẽ đột nhiên ném ra một vấn đề như vậy. Trong một chớp mắt, suy nghĩ của cậu xoay chuyển có thể có tới hơn 13.000 lượt, những suy nghĩ lé lên có thể chất đầy cả một đầy sân bóng. Không biết là cố ý hay là vô ý, vấn đề này Tưởng Thừa cho bản thân giữ lại khoảng trống đầy đủ, tối thiểu không hỏi, cậu có bằng lòng cùng tôi yêu nhau hay không? Bất luận cậu trả lời thế nào, Tưởng Thừa đều vẫn có không gian xoay sở, mà cậu rất hiểu rõ Tưởng Thừa muốn là có câu trả lời như thế nào. Vấn đề này nhìn qua không gian rất rộng lớn, thực tế là chỉ có thể có một câu trả lời. Đúng, đã nghĩ tới, muốn cùng cậu. Cô Phi rất muốn trực tiếp đưa ra câu trả lời như vậy, nhưng cậu nói vốn nên buột miệng nói ra ngay này, trong phút chốc lại thực sự khó mà rời ra khỏi miệng. Bởi vì cậu không biết Tưởng Thừa mong muốn là một người bạn trai như thế nào, có lẽ Tưởng Thừa cũng chưa từng nghĩ tới. Thực ra ở tuổi này, vốn là nên như vậy. Dù cho có suy nghĩ qua, nhưng lại nghĩ không được quá xa, quá lâu dài. Tôi có phải là thích rồi không? Phải, tôi hiện tại đúng là thích rồi. Tôi hiện tại đúng là bằng lòng. Tôi hiện tại đúng là muốn yêu nhau. Còn cần cái gì nữa? Không cần nữa thì phải. Nhưng cậu nghĩ tới quá nhiều. Có lẽ Tưởng Thừa quá xúc động. Có lẽ Tưởng Thừa chẳng hề xúc động, chỉ là lựa chọn một thời cơ để tỏ vẻ kích động. Nhưng dù thế nào, cô Phi cảm thấy bản thân không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy xác định được những suy nghĩ của Tưởng Thừa, bày tỏ ra ý nghĩ của mình. Cậu muốn có một người bạn trai như thế nào? Muốn yêu nhau như thế nào chứ? Dưới loại tình huống này, bất luận câu trả lời thế nào đều là quá tùy ý. Cậu cảm thấy trước mắt mình chỉ có thể trì hoãn thời gian một chút, khiến Tưởng Thừa và bản thân cậu đều làm rõ suy nghĩ của đối phương. Yêu sớm à? Cô Phi nói xong cũng ngậm miệng. Cậu vừa rồi mẻ đầu rồi phải không? Tưởng Thừa dừng lại một loại ánh mắt yêu thương trẻ khuyết tật trí tuệ, một lời không nói nhìn vào cậu, khiến cậu cảm thấy lúc này mình tiếp tục lần thứ hai thăng cấp mức độ ngu ngốc, sau khi nhìn vào một tòa lầu lớn cười ngơ ngơ trong màn đêm. Ý của tôi là... Cô Phi giải thích một chút, nhanh chóng sắp xếp lại ngôn ngữ của mình, mà Tưởng Thừa lại đột nhiên đứng lên. Cô Phi theo bản năng cũng đứng lên. Cậu không hy vọng Tưởng Thừa ở dưới tình huống như vậy rời đi, càng không muốn khiến Tưởng Thừa cảm thấy cậu lại sẽ phân vân trên vấn đề này. Sau khi hai cậu đã làm ra quá nhiều chuyện vượt quá ngoài phạm vi bàn cùng bàn như thế, không chờ cậu mở miệng, Tưởng Thừa vừa cau mày, đột nhiên nôn một cái. Cô Phi cảm thấy bản thân rất kinh hãi, một câu nói lại có thể khiến cho Tưởng Thừa bị buồn nôn thành ra như vậy. Nhà vệ sinh? Tưởng Thừa cắn răng hỏi cậu một câu. Phía sau, cô Phi chỉ, bên cạnh nhà bếp. Lời còn chưa nói hết, Tưởng Thừa đã xông ra ngoài, băng qua cửa sau, lao tới sân. Cô Phi vội vàng đi cầm bình nước trên kệ hàng hóa đi theo. Lúc vào nhà vệ sinh, Tưởng Thừa đang chống đầu gối ngẩn ra với nắp đậy. Cậu chần chừ một lát. Làm sao thế? Bỗng nhiên muốn ói. Tưởng Thừa nói. Tôi nói câu nào đến mức... Cô Phi có chút cản lời. Đến mức có tác dụng thế này. Cút. Tưởng Thừa ngắn gọn mà nói. Lại lôn ọe lần nữa, nhưng cũng không nôn ra cái gì. Có phải có chỗ nào đó khó chịu hay không? Cô Phi có chút lo lắng. Chúng gió, bệnh xá khu còn có người trực ban đêm, qua xem một chút. Không cần. Tưởng Thừa hít một hơi, ớn thẳng lưng. Tôi đây chỉ là tác dụng phụ sợ độ cao.
Cố Phi ngẩn ra 10 giây mới lại hỏi một câu, Sở Đồ Cao. Ừ, Tưởng Thừa cũng không phun ra cái gì, đi tới vòi nước rửa mặt một chút. Rất kỳ quái sao? Cố Phi không lên tiếng, Tưởng Thừa lau lau mặt, quay đầu nhìn cậu. Lời này thực ở trong nhà vệ sinh nói không phải thích hợp lắm, nhưng mà chọn ngày không bằng gặp mặt. Tôi đã bắt đầu trước, thời gian địa điểm này cũng đã không chú trọng nữa. Ừ, Cố Phi đáp một tiếng, chuyện vừa rồi mới nói, cậu buổi tối suy nghĩ một chút đi. Tưởng Thừa nói, tôi trước tiên về nhà đã, tôi bỗng nhiên rất buồn ngủ, muốn đi ngủ, ngày mai cậu thức dậy gọi điện cho tôi. Được, Cố Phi nói, ngủ ngon. Tưởng Thừa vẫy vẫy nước vòi vào người cậu, rồi quay người vào trong cửa tiệm, đi tới chỗ cửa chính. Cố Phi xoay xoay nước bị cậu hắt đầy mặt, đi theo phía sau. Tưởng Thừa từ nói chuyện đến động tác, hết thảy đều tiêu sái như thường. Lúc đi tới cạnh cửa thậm chí vẫn còn rất đẹp trai, chỉ là khom lưng hai lần đều không thể kéo cửa cuốn lên, làm hỏng đi mỹ cảm. Cửa nhà cậu bị bệnh gì vậy? Tưởng Thừa khom lưng nhìn vào cậu, cả mặt rất khó chịu. Để tôi. Cố Phi đi qua giúp cậu kéo cửa lên. Tưởng Thừa không đợi cửa toàn bộ mở ra đã chui ra ngoài. Ở ngoài cửa lại nói một câu ngủ ngon. Ngủ ngon. Cố Phi giơ cửa nhìn cậu. Tưởng Thừa cưỡi lên xe cũng không quay đầu lại mà thuận đường rời đi. Cố Phi giữ cửa một lần nữa đóng kỹ, đặt mông ngồi ở trên ghế nhỏ bên cạnh, ngẩn người ra rất lâu. Tưởng Thừa vừa vào cửa liền muốn nằm xuống ngủ, nhưng mà nghĩ đến mình cả buổi tối leo lên leo xuống trên nóc sân thượng đầy bụi đất và rác rưởi, nên ép mình đi tắm rửa. Lúc ngã trên giường, đầu còn chưa đụng đến cái gối, cậu đã cảm thấy mình ngủ mất rồi. Thân thể rất nặng nề, mà trong đầu rất nhẹ, nhẹ như là bay. Có lẽ mọi việc đều đã qua, lên làm đã làm, cần nghĩ cũng đã nghĩ, phải nói cũng đã nói rồi. Việc dồn nén trong đầu cậu có cảm giác hoặc không có cảm giác đều đã không còn. Ngày mai có cái gì, ngày mai ra làm sao cũng đều không quan trọng. Thoải mái. Tinh thần sảng khoái này phải có thể so sánh cao thấp với trạng thái như Phan Chí nói. Sau khi bị ba đánh một trận, ngủ vô cùng ngon như massage xong xuôi. Cậu nằm trên gối, cong khóe miệng. Lúc bình minh, đồng hồ sinh học của Tưởng Thừa lần đầu tiên không nhảy, không đủ khiến cậu từ trong giấc ngủ nặng trĩu thoát ra ngoài. Trong lỗ tai có thể nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng chim kêu, có tiếng bà cụ ra cửa tập luyện buổi sáng, có tiếng trẻ con theo cha mẹ ra ngoài chơi đùa phấn khởi trên đường la hét. Nhưng mà cậu thậm chí không thể tỉnh được. Sớm như lúc này, bản thân biết đang ngủ, còn ngủ rất sâu, cảm giác rất thoải mái, quả thực rất tuyệt vời. Thẳng cho tới khi di động vang lên lần thứ hai, cậu mới có chút không tình nguyện mở mắt ra. Lần thứ hai, à đúng, đúng là lần thứ hai. Lần thứ nhất đại khái là lúc bà cụ tập luyện buổi sáng có vang lên. Cậu mở di động qua, cố gắng ở trên màn hình hiện ra hơi quá sáng, đem bóng chồng đều là hợp lại với mình, nhìn rõ là Cố Phi đang gọi điện tới. Cố Phi, Cố Phi, cậu đột nhiên thoáng cái hoàn tỉnh táo. Trước mắt cũng tức thì một vùng rõ ràng. Rõ ràng ngày hôm qua trước sau đã không quan trọng câu trả lời của Cố Phi. Cậu dường như chỉ là muốn bày tỏ ra cậu rất thích cậu ấy. Nếu như có thể yêu nhau thì là cực tốt. Cậu chỉ là muốn đem nguyện vọng này ra đẩy cho Cố Phi. Mà trả lời của Cố Phi bất luận là cái gì, cậu đều không quan trọng. Hoặc là nói cậu căn bản không có suy nghĩ tới câu trả lời của Cố Phi. Nhưng bây giờ khi nghĩ đến Cố Phi, cuộc gọi này có thể là tính cho cậu một câu trả lời. Đột nhiên căng thẳng, cậu chừng tên Cố Phi đến cả buổi mới phải nhớ đứng dậy tiếp điện thoại. Nhưng vừa mới thò tay, còn chưa chạm đến màn hình, điện thoại đã cúp mất rồi. Tốt, rất tốt, cúp đúng lúc. Cậu ném điện thoại ngồi dậy, liếc mắt nhìn giờ, vừa mới hơn 8 giờ. Cố Phi lại có thể vào sáng sớm chủ nhật dậy được như vậy. Về cuộc điện thoại trước đó, cậu cầm di động qua định xem cuộc điện thoại trước là của ai. Điện thoại di động vang lên một tiếng, tin nhắn của Cố Phi gửi tới. Còn chưa dậy, Tưởng Thừa chưa trả lời, trước tiên nhìn qua cuộc gọi nhớ. 6:45, Cố Phi. Tôi đệch, Tưởng Thừa sững sờ,
Cô Phi chưa bao giờ đã rời khỏi giường lúc trước 7 giờ. Cái này cũng quá thần kỳ, tưởng thừa không nhìn được, lại liếc nhìn giờ xác định bây giờ đích xác là sáng sớm, là 6 giờ 45, không phải 16 giờ 45. Vừa mới dậy, cậu trả lời tin nhắn cho cô Phi, vừa mới đứng lên, di động lại vang lên, lúc này không phải tin nhắn, là cuộc gọi. Tưởng thừa nhận điện thoại. Cậu là muốn cùng tôi yêu nhau hay là muốn cùng tôi quen nhau? Cô Phi thậm chí không chờ cậu alo một tiếng, trực tiếp liền hỏi một câu. Yêu nhau tiếng Trung là đàm luyến ái, nói chuyện yêu đương. Câu của cô Phi hỏi, cậu là muốn cùng tôi đàm luyến ái hay là muốn cùng tôi đàm cái luyến ái? Chữ cái ở câu thứ hai không làm thay đổi nghĩa của yêu nhau, nhưng nghe không nghiêm túc và có vẻ chơi đùa hơn. Tưởng thừa lê dép đi tới bên cửa sổ, kéo rèm mở ra. Một chút thấp thỏm đột nhiên nảy sinh trong đầu cậu, lại đột nhiên tan biến. Cậu không cân nhắc vấn đề yêu sớm. Cô Phi không lên tiếng. Hai cái này có cái gì khác biệt sao? Tưởng thừa nói, tôi chính là nói cho cậu biết, tôi xác định là tôi rất thích cậu, nếu như cậu bằng lòng. Xuống đây đi. Cô Phi ngắt ngang lời của cậu. Cái gì? Tưởng thừa ngẩn người. Tôi ở dưới lầu nhà cậu. Cô Phi nói, xuống dưới đi ăn sáng, bạn trai. Tưởng thừa cúi đầu mấy giây mới xóa được âm thanh hỗn loạn vang lên thành một gùi trong đầu mình ra ngoài. Tôi còn phải rửa mặt, đánh răng, mặc quần áo. Ừ, cô Phi nói, chính là của điểm tâm sáng hôm qua đó, tôi trước tiên ghé chiếm ghế. Tưởng thừa cúp điện thoại, lại sững sờ nửa ngày. Tôi đạch, đây là ý gì? Chỉ nói xong mấy câu, quan hệ của cậu và cô Phi đã trở thành như vậy. Trời đất, có chút thần kỳ. Cậu để điện thoại ra, có chút mê man đờ đẫn mà đi đánh răng. Sau khi rửa mặt lại nhìn chằm chằm vào mình ở trong gương một lát. Có bạn trai, nhìn lên không có gì khác, vẫn đẹp trai như vậy. Không không, có một chút không giống, logic đều đã không còn. Khi cậu rửa mặt súc miệng xong rồi, kéo mở tủ quần áo. Bỗng nhiên không biết nên mặc bộ quần áo nào. Mặc dù bình thường cậu chọn quần áo ra ngoài cũng có thể xoắn suýt mấy vòng, tìm ra bộ có thể thể hiện rõ nhất khí chất của cậu. Hôm nay đẹp trai nhất, nhưng hôm nay rõ ràng, ngay cả cái dự bị cũng chọn không ra. Ông nội nó. Tưởng thừa đứng bên cạnh tủ quần áo một lát, sau đó chửi một câu. Không phải chỉ là cô Phi sao? Không phải chỉ là người từ bàn cùng bàn trở thành bạn trai, đang ở quầy điểm tâm sáng dưới lầu chờ cậu ăn bánh rán sao? Đến nỗi vậy sao? Cậu tùy tiện cầm ra cái quần mặc vào, sau đó nhắm cái áo thun, lại qua quýt túm cái áo khoác mỏng ra khỏi cửa. Đi tới dưới lầu một lát, khoảng cách rất xa, cậu đã nhìn thấy cô Phi. Cô Phi bình thường đã rất dễ làm người khác chú ý, hôm nay càng dễ thấy hơn. Thanh nẹp trên chân dù cách xa 20 mét, cậu thậm chí có thể cầm ná bắn chúng. Cậu tăng tốc bước chân đi qua, thời gian này đã không phải giờ cao điểm ăn sáng. Cô Phi một mình chiếm cứ một cái bàn, trên bàn đã bày đồ ăn sáng. Cậu đặt mông, ngồi đến trước mặt của cô Phi. Sao lâu vậy? Cô Phi thoáng qua cậu. Học báo của chúng tôi ra ngoài đều phải lịch sự. Tưởng thừa cũng nhìn thoáng qua. Tôi nói không nhớ, là cái quần này của cậu thậm chí không đổi đi. Ừ, cô Phi cúi đầu nhìn thanh nẹp nhỏ giọng nói. Cái thanh nẹp này buộc rất chuyên nghiệp, tôi không cởi quần xuống được. Trời đất, tưởng thừa không kiềm chế được cười lên, cũng đè giọng. Trước tiên đem thanh nẹp tháo ra thôi. Lời làm, cô Phi nói, buổi tối sẽ giải quyết đi. Tưởng thừa không nói nữa, cúi đầu cầm bát sữa đậu nành uống một hơi, tán gẫu gián đoạn một lát, bầu không khí bỗng nhiên trở lên rất kỳ quái. Lúc cậu uống sữa đậu nành, cũng cảm thấy tư thế mình cầm bát thế nào cũng rất chướng. Rõ ràng, mười mấy năm đều cầm bát như thế. Uống một ngụm sữa đậu nành, ngay cả bỏ đường hay không cũng không nếm ra. Căng thẳng, không quen và có chút hoảng hốt. Có điều là chẳng hề khó chịu, cậu tranh thủ liếc qua cố Phi một chút. Cố Phi đang cầm chiếc bánh quẩy cắn, trên mặt không có biểu cảm gì, đang nhìn cậu. Mặt tôi không có rửa sạch sẽ hả? Tưởng thừa hỏi. Tùy tiện nhìn xem. Cố Phi cười. Tôi bình thường
cũng luôn nhìn cậu mà. Nhìn đi. Tưởng Thừa cầm lấy đũa gắp cái tiểu long bao, bỗng nhiên lại thấy rằng cảm giác kỳ cục khó hiểu này rất thoải mái. Cái bánh gì đây? Đúng rồi, Cố Phi ăn xong bánh quẩy, cầm tờ giấy vừa lau tay vừa nói, tôi có món quà nhỏ tặng cho cậu. Hả? Tưởng Thừa sửng sốt. Cố Phi nhìn xung quanh một chút, phỏng chừng là đang xác định có người biết hai đứa hay không. Sau đó từ trong túi lấy ra một thứ truyền qua. Cái này cứ xem như là quà ngày quốc tế lao động đi. Cậu nói quà quốc tế thiếu nhi thì tốt hơn nha. Tưởng Thừa nhận lấy, cúi đầu nhìn xem, một khối tròn rất lớn mềm mềm. Quốc tế thiếu nhi, có phần sớm quá. Cố Phi nói, lúc quốc tế thiếu nhi tôi còn định chuẩn bị cho nhì miếu, đến lúc đó hai người mỗi người một phần nha. Cúc, Tưởng Thừa ngắn gọn trả lời, nhìn rõ vật mềm mại trong tay là một quả cầu sợi len, lông màu xanh da trời, còn có một sợi dây màu xanh da trời nhạt ở trên đầu. Cậu cầm sợi dây bằng hai ngón tay, đem quả cầu len sợi này, lách lên, ngẩn ra. Búp bê cầu nắng. Ừ, hy vọng cậu mỗi ngày đều là trời đẹp. Cố Phi nói, có lẽ phải là màu trắng, nhưng mà nhớ tới cuộn len lần trước cậu mua vẫn chưa sử dụng, tôi liền đan một cái. Cái gì nhét ở bên trong? Tưởng Thừa nắn nắn mềm mại. Cũng là len sợi, tôi nhét ở bên trong phần không dùng hết. Cố Phi nói, thực ra còn có thừa lại cho nhì miếu chơi rồi, cũng không đủ đan cái khác. Tưởng Thừa không lên tiếng, cúi đầu nhìn búp bê cầu nắng màu xanh này. Búp bê còn có mắt, đại khái là len sợi và còn là len sợi màu xanh. Vẽ mắt không dễ lắm, cho nên chỗ của mắt Cố Phi may hai hạt nút nhỏ. Bạn học Tưởng Thừa, làm ơn kiềm chế tình cảm của mình. Làm ơn đừng khóc ở quầy điểm tâm sáng khi đang ngồi xổm trên một cái ghế đầu nhỏ ăn đồ ăn. Cái này rất không có không khí, nhìn được thì ngô ngốc vô cùng. Hôm qua cậu không phải là lời tháo thanh nẹp cởi quần ra. Tưởng Thừa cầm đầu tròn của búp bê, đè ở trên mắt, ngẩng đầu nhìn vào Cố Phi. Cậu căn bản không có đi ngủ. Cố Phi không lên tiếng, chỉ là cười cười. Cậu đến mức đó sao? Tưởng Thừa không biết nên nói cái gì, cầm búp bê thật chặt trong tay. Cậu lấy bao đồ ăn vặt từ trong tiệm thực ra cũng tốt. Ngày hôm qua việc nhiều, tôi dù sao cũng không ngủ được lắm. Cố Phi nói, tôi đã nghĩ nếu như tôi qua đây, nếu cầm bó hoa, đoán chừng cậu có lẽ trước tiên cầm nã, bắn nát ở cửa hành lang rồi mới đi tới. Nên tôi làm cái này rồi, dù sao cũng dễ làm. Tưởng Thừa cúi đầu lại, nắn nắn búp bê, xách sợi dây trên đầu nó lên, nhẹ nhàng rung. Còn búp bê cầu nắng này mập hơn so với con búp bê cầu nắng thông thường, ít nhất là lớn gấp 3 lần, lắc lư lên rất đáng yêu, giống như chim cánh cụt. Vậy tôi cũng tặng cậu một món quà nhỏ nhé. Cái này cũng không phải là trao đổi. Cố Phi hỏi, cậu là muốn từ chối sao? Tưởng Thừa nhìn cậu. Không. Cố Phi lập tức đáp. Tưởng Thừa cầm cặp sách của mình qua mở. Đúng là học bá nha. Cố Phi cảm thán một câu, không lên lớp ra ngoài còn mang theo cặp. Trong này cũng không có sách, Tưởng Thừa nói, đem con búp bê bỏ vào trong cặp. Tôi chỉ là thói quen phải vác cặp theo, có cảm giác an toàn. Đồ đạc cũng không cần phải nhét trong túi căng đến mức khó coi như thế. Cậu từ trong cặp sách lấy ra cây ná đó, để tới trước mặt của Cố Phi. Cái này tặng cậu đấy, kỷ niệm một ngày cùng cậu biểu diễn kỹ xảo bùng nổ. Cố Phi cười lên, cầm ná lên nhìn một chút, lại kéo dán dây ná. Vậy không phải cậu không chơi được nữa. Tôi đoán Phan Chi có thể mang một cái tới cho tôi. Tưởng Thừa nói, cậu ta lần trước đến đây thăm tôi, mang cho tôi một cây sáo. Lần này đến đây nếu mang theo đồ chơi nhỏ thì nhất định là ná rồi. Cậu ta sẽ đến lúc nào? Cố Phi cầm ná bỏ vào túi. Mùng 1 tháng 5. Tưởng Thừa nói, cũng không tới đây mấy ngày, ở đây các cậu có chỗ nào vui không? Cậu ta dự định có lẽ ở lại 3-4 ngày, dù sao tôi cũng không thể mỗi ngày dẫn cậu ta lên quảng trường tản bộ đi. Cố Phi nhìn thoáng qua cậu không lên tiếng. Sao? Tưởng Thừa cũng nhìn cậu. Tôi đang suy nghĩ, Cố Phi nói. Tốt nhất là gần đây, đừng quá xa, nếu không thì khó đi lắm. Tưởng Thừa đề nghị. Ừ.
Cố Phi nghĩ một chút, cắp miếng sủi cảo hấp từ từ ăn, một lát sau mới nói một câu. Nội thành mới bên kia có một công viên giải trí, năm ngoái mới làm nhà ma, nghe nói rất thú vị, đã lên thời sự, nói quả là dọa người. Lớn không? Tưởng Thừa lập tức rất có hứng thú hỏi. Rất lớn, từ trong lòng đất đến mặt đất có 3 tầng, diện tích rất lớn. Cố Phi nói chỉ có điều tôi chưa từng đi qua. Đến lúc đó cùng nhau đi đi, Tưởng Thừa nói, chưa từng nghĩ tới chỗ này tồi tàn vậy mà cũng có nhà ma đấy. Cố Phi không nói, vừa ăn sủi cảo vừa chậc chậc vài tiếng. Có ý kiến gì? Tưởng Thừa cười lên. Không có ý kiến, Cố Phi nói. Nói thật, nếu như không có cái nhà ma này, tôi cũng thực sự không biết kể cái gì. Gần bên cạnh còn có một ngọn núi, nhưng tuyết tan rồi, cũng không có cái gì để xem. Ăn xong bữa sáng, Cố Phi đứng lên duỗi lưng. Hôm nay cậu không học phải không? Ừ, Tưởng Thừa đáp một tiếng. Cậu có sắp xếp gì sao? Không có. Cố Phi suy nghĩ một chút, nếu không thì chúng ta đi xem phim. Đi thế nào? Tưởng Thừa liếc mắt nhìn chân của cậu, nhỏ giọng nói, tôi có phải là còn phải giả vờ giả vịt dìu cậu một chút? Không cần, lúc tôi đến đều cưới xe đạp. Cố Phi nói, địch, cậu không sợ người của hầu tử nhìn thấy sao? Tưởng Thừa liền quýnh lên, đi cầm lấy cổ tay của Cố Phi, kéo một cái, cầm cánh tay cậu khoác lên vai mình, sau đó lại ôm eo trên của cậu. Nếu để người khác nhìn thấy, cậu hôm qua không phải biểu diễn kỹ xảo, toi thì công sao? Tôi là đạp xe một chân đến. Cố Phi dựa vào trên người cậu một chút, đặc biệt y như thật. Tưởng Thừa dìu Cố Phi tới chỗ xe đạp của cậu ta, cảm giác rất đặc biệt. Cậu từng sờ eo của Cố Phi còn bóp qua, nhưng vẫn là lần đầu tiên ở trên đường cái trắng trợn, công bằng, công khai, công chính mà sờ lên eo của Cố Phi như thế. Eo của Cố Phi rất rắn chắc, lúc một chân nhảy qua, trong lòng bàn tay cậu có thể cảm giác được nhấp nhô của cơ bắp. Cậu nhìn không được, nhẹ nhàng bóp xuống 2 cái. Này, Cố Phi ưỡn lưng, túm được tay của cậu. Tôi sợ nhột. Buông tay. Tưởng Thừa khẩn trương liếc hai bên vài cái, cánh tay khoác vai, ôm cái eo. Dưới loại hình tượng này, hiện nay của Cố Phi đều rất bình thường, nhưng nắm tay thế này thì có chút ái muội. Cố Phi không buông tay, cầm lấy tay của cậu đút vào trong túi. Tưởng Thừa không nói nữa. Áo khoác của Cố Phi là kiểu rộng, túi cũng rất lớn, đút vào như thế không dán mắt vào nhìn, không ai nhìn ra được. Hơn nữa cậu cũng không quá muốn lấy tay ra nắm, mà giống như lúc này, trạng thái rõ ràng cảm thấy lúc bình thường thực ra không hề khác nhau, nhưng lại khắp nơi không giống nhau, mang theo cảm giác ẩn ẩn hưng phấn của hai người lúc này khiến cậu cảm thấy rất thoải mái. Hôm nay có phim gì nhỉ? Tưởng Thừa trong túi nắn nắn đầu ngón tay út của Cố Phi. Không biết. Cố Phi thả vào lòng bàn tay cậu một viên kẹo nhỏ. Kịp giờ cái gì thì xem cái đó đi, dù sao mục đích chính cũng không phải là xem phim. Đạch, Tưởng Thừa liếc mắt nhìn cậu. Cậu muốn làm gì? Cậu biết trong rạp chiếu phim đều có camera giám sát hồng ngoại mà. Việc này tôi đúng là chưa nghĩ qua. Không phải. Cố Phi có chút giật mình, cũng nhìn vào cậu hơn cả buổi mới cười lên. Thừa ca, cậu nghĩ quá nhiều rồi hay không? Cút. Tưởng Thừa cắn răng. Tôi nghĩ được tương đối đơn giản, Cố Phi nói. Im đi. Tưởng Thừa thở dài. Tôi chỉ là muốn tìm một góc tối, Cố Phi nói, ở cùng một chỗ với cậu. Vì sao phải là góc tối tối? Tưởng Thừa buông lỏng Cố Phi ra, tiện tay từ trong túi cậu ta lấy chìa khóa xe đạp. Tôi cưỡi xe chở cậu qua. Ừ, Cố Phi gật đầu. Vì sao phải là góc tối tối? Tưởng Thừa tiếp tục hỏi, mở khóa xe ra rồi lên đạp. Vừa rồi ở quầy điểm tâm sáng, Cố Phi nói nếu tôi sờ cậu một chút, cậu sẽ nhảy lên cột đèn luôn rồi không sao? Hả? Tưởng Thừa ngẩn ra. Tôi địch, chút điểm này của cậu cũng không nghĩ ít hơn tôi nha. Phải không? Cố Phi vắt lên chỗ ngồi phía trước. Tôi cho rằng phải là động tác gì lớn thì camera giám sát hồng ngoại cậu nói mới có thể thấy được rõ ràng. Kéo tay một cái, sờ chân một chút, không nên nỗi lo lắng có hồng ngoại hay không. Bỏ đi, không nói nữa. Tưởng Thừa chợt một tiếng, cưỡi xe đi về phía trước mấy mét, rồi cậu bỗng nhiên xuống,
quay đầu nhìn lại Cố Phi. Tôi có lời vẫn muốn chính thức nói một chút, mặc dù tôi hình như đã nói qua một lần rồi. Tôi rất thích cậu, Cố Phi nói. Tôi sẽ luôn thích cậu cho đến khi cậu không cần thích tôi nữa mới thôi. Tưởng Thừa hơi hé miệng nhìn cậu, không nói nên lời, cũng cảm thấy trong đầu ong ong. Tôi rất thích cậu, lời này từ trong miệng Cố Phi nói ra, khiến cậu có chút choáng váng. Cậu muốn nói gì? Cố Phi xoa xoa ở trên lưng. Quên rồi, Tưởng Thừa nói. Cố Phi cong cong khóe miệng không nói. À, Tưởng Thừa rủi mũi. Nhớ ra rồi, chính là tôi thực sự rất thích cậu. Tôi trước giờ chưa từng thích qua một ai như vậy.